giò này hả? Đúng rồi. Mẫu giò này bữa giờ mình đi cái gì mà mẫu? Nóng hả? Đâu chú kéo xuống con coi. Chú cầm cho kéo giờ mình hiện giờ làm nghề sống chú. Bốc nhát không à? Bốc nhát rồi chú, bệnh này sao bốc nhát được? Con bốc nhát mà năm nay bốc nhát con, chú thấy không bốc nhát được, còn đâu mà con mới khổ quá con mới là nhờ chú đó. Dạ, có làm gì không? Cái này giờ nó bị tim. Tim? Hai năm nay rồi nó mở hảo mệt vậy. Ủa, bé nó xấu quá. À, rồi hôm em đi ai mướn gì, lau nhà, gì, quét dọn gì cũng làm luôn hả? Dạ. Rồi em nói em có con hả? Dạ. Rồi chồng đâu? Không có chồng. Không có chồng sao có con? Tại vì quen qua mạng đó. Quen qua mạng rồi bị tai dụ. Rồi Tiến chào tất cả cô chú anh chị em nha. Thì hôm nay Tiến trên đường Tiến đi làm về thì nghe một thông tin thì có người nhà kêu giúp đỡ cái hoàn cảnh này thật là khó khăn nha. Thì hôm nay Tiến đảo đi làm thiện nguyện, sẵn đây cũng còn một ít tiền quỹ đó, thì Tiến sẽ ghé thăm cái hoàn cảnh này như thế nào, thì mong bà con cô bác hãy ủng hộ và theo dõi clip này giùm cho Tiến nha. Nó thì bé này thì ngọng rồi, ba bé ngày qua điện cho Tiến á thì cũng nói chuyện cũng ngọng luôn, nghe nói là bé này khờ đó, rồi bị dụ dỗ về có thai rồi sanh ra đứa con, bây giờ vì gia đình khổ quá rồi cầu cứu Tiến giúp đỡ một phần nào đó. Thì Tiến sẽ mời tất cả cô chú anh chị em vào nhà nha. Đây là căn nhà của gia đình. Tiến quay cận cảnh cho cô chú anh chị em biết. Dạ anh chào chú nha. Dạ chú vô trong, chú vô trong ngồi cho chờ cho con hỏi thăm chút nha. Cái giò chú bị cái gì mà đi nhắc hả? Dạ ấy lên thì ấy cái giò đó. Dạ. Dạ, chú bị gì thôi vô trong đi. Vô trong đi chú. Dạ vô trong đi. Chú mới đi chụp hình về hay gì? Ở đây tối quá ha ta. Thôi chú gần trước rồi là ngồi đây luôn đi. Ngồi dưới đi chú. Dạ dạ. Rồi còn ai không, gia đình mình còn có mấy người ra ngõ đi. Nhà gách sao mà không có thiết đâu mà ấy ba cái bao này. Nói chuyện lớn tiếng một con xíu không? Dạ chào cô nha. Dạ em ngồi xuống. Ngồi xuống ngồi gom cơm xích xích chưa? Dạ. 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 Cho con hỏi gia đình mình có dòm có mấy người? Hai nhỏ như nhà nó thành phố rồi, làm hồ cũng tất cả với chú ơi. Dạ. Chú giới thiệu đi, chú tên gì, bao nhiêu tuổi? Con Nguyễn Hớt, năm nay là 53 tuổi. Nguyễn gì? Nguyễn Hớt, năm nay 70. Nguyễn Hớt. Hả? Nguyễn Văn Hớt hả? Dạ. Hớt ha? Dạ. Hớt mà con nghe hót không à? Hớt. Hớt. 70 tuổi. 70 tuổi. Dạ. Dạ. Rồi cô tên gì? Dương Thanh Hương. Dương Thanh Hương. Dạ. Tên đẹp quá. Thanh Hương, nhiêu tuổi cô? Dạ. Nhiêu tuổi? Mà 66 rồi. 66 tuổi. Rồi em tên gì nói luôn đi. Nguyễn Thị Thủy, 27 tuổi. Nguyễn Thị Thủy, 27 tuổi. Dạ. À. Rồi ngày qua là chú điện cho con phải không? Dạ. Dạ. À, cái hoàn cảnh mình sao chú kể cho con biết không? Nhà nước miễu mổ này 60 triệu nè. Hả? Có phim đó. Mẫu giò này hả? Đúng rồi. Mẫu giò này bữa giờ mình đi cái gì mà mẫu? Nóng hả? Đâu chú kéo xuống con coi. Chú cầm cho kéo vô coi. Một nắm. Tối quá con không thấy được cái này, tối quá. Rồi thôi để đi, có gì chừng đó nữa sao. Dạ. Cái phim này chú chụp hồi nào? 22, 21. Hả? Là 21 là 52. Còn 23 thì chưa chụp rồi. Dạ. Dạ dạ rồi để xuống đi. Dạ. Cái này ngồi tấu quá. Dạ. Rồi bây giờ cái giò chú là cần cái số tiền để đi mổ hả? Rồi có bác sĩ nói là khoảng tốn bao nhiêu không? 60 triệu. Một cái còn hai cái năm hai. Mình bị tới hai cái giò luôn hả? Mười hai cái. Là sao đó nó u gì đó hả? Có này nó mới bị sao nè.
À, cái này mới bị sao? Mới bị đa phá. Ờ, sao nó bự dữ hả? Còn bên đây đó hả? Ờ, bên đây là nó bị lâu rồi. Rồi. Bên đây nó bị năm là 21. Bây giờ nó sưng phù vậy đó hả? Ừ. Rồi nó có nhức không chú? Nhức bằng đêm ngủ không được. 1-2 giờ chưa ngủ được thôi. Nhức bằng đêm hả? Ban ngày có nhức không? Ban ngày cũng nhức mà nhưng nó đau, nhưng nó thốn, nó động lên. Thốn động lên. Ờ, mình nên bỏ con thấy con nhắc nhắc nó phải là không phải là con đi làm bộ đâu. Chú nói chuyện lớn tiếng ngọn xíu. Nên nhắc nhắc là chú thấy là con là không phải làm bộ đâu. Ờ. Có khi này 2 tấm 1 tấm dụng ngày 21. À. Tấm dụng ngày 22. Mà sao biết là chú nói là sao biết mà khi mà mổ một cái giò là tốn phải 60 triệu. Có bác sĩ họ bác sĩ rồi. Họ bác sĩ rồi. Bác sĩ mình ở đâu? Thành phố Long Xuyên đó. Bác sĩ ở Long Xuyên thành phố à, biết rồi, con biết rồi. Thì ở Long Xuyên là nói là mỗi một cái giò là tốn 60 triệu, hai cái 120. Yeah. Rồi chú làm gì có khả năng? Không khả năng, bởi con mới nhờ chú cháu nó nói là ở mình có cái nào mình cho thì mà nó là mẫu sẽ mẫu này mình gắn đó. À. Đó là mới con mới nhờ chú, con mới nhờ chú đó. Yeah. Đó. Rồi à, gia đình mình hiện giờ làm nghề sống chú? Bốc giác thôi. Bốc giác rồi chú, bệnh này sao bốc giác được? Con bốc giác mà năm nay bốc giác con, chú thấy không bốc giác được. Thành ra mới con khổ quá, con mới là nhờ chú đó. Dạ, rồi cô có làm gì không? Cái này giờ là bệnh tim. Tim? 2 năm nay rồi, nó mở hảo mệt mệt hoài vậy. Ơi ơi. Họ thêm 3 lá đó. Bác sĩ nói họ thêm 3 lá, làm bệnh thơ mà không? Ở tiêm 3 lá. Cô bị bao lâu rồi? Mấy năm rồi. Dạ. Mấy bao nhiêu lâu rồi? 2 năm nay rồi. Dạ. 2 năm rồi. 2 năm rồi ha. Dạ. Còn em bây giờ làm nghề gì? Em đi phụ bán vé số á. Ờ. Rồi hôm em đi ai mướn gì lau nhà gì, quét dọn gì cũng làm luôn hả? Dạ. Rồi em nói em có con hả? Dạ. Rồi chồng đâu? Không có chồng. Không có chồng sao có con? Tại vì quen qua mạng á. Quen qua mạng rồi bị tai vụ. Có bầu không rồi nó bỏ. Có bầu rồi bỏ. Mấy đứa con? 2 đứa mà anh đó lên sao? Lên ảnh rồi. Còn sao mà đó, dù sao mà tới 2 đứa con nè? Năm nhà nó bắt nước rồi. Năm đó. Ờ. Năm không hay nữa. Để thằng này. Là thằng nào đâu? Thằng màu xanh đây ha. Còn này phải không? Thằng này cháu hả? Ở trắng còn trắng hả? Con tên gì lại đây cây? Bỏ điện thoại lại đây ngồi nè. À, con ngồi giữa nè. Con bỏ điện thoại xuống. Con ngồi giữa này nè, ngồi trước nè. Con tên gì? Quỳnh. Hả? Quỳnh. Con nói lớn lên. Quỳnh hả? Nguyễn Vũ Linh. Nguyễn Vũ Linh hả? Trời ơi, tên Vũ Linh. Dạ, con năm nay nhiêu tuổi rồi? 9 tuổi. Con có học chưa? Có. Con học lớp mấy rồi? 1. Con học giỏi không? Con có ngoan không? Dạ, tới đụng nhật nào. Rồi đúng sáng đúng. Con đi học trường ở đâu? Trường ở đâu xa không? Ở đây xa không? Ở ngoài. Rồi ai đưa con đi? Con hai đưa đi. Rồi sáng đi học được nhiêu tiền? Có khi được 10.000, có khi được 20. Có khi được 10.000, có khi là gì 20 ngon rồi. Ai cho? Ông ngoại lấy tiền đâu cho? Ông ngoại không có làm gì có tiền. Ông ngoại. Hả? Ông ngoại không bằng được rồi, bà ngoại không bằng được rồi, tiền đâu cho 20.000. Bà ngoại cho. Ừ. Rồi là chia tay bao lâu rồi? Khi mà có bầu là bỏ hả? Ủa em nói anh không hiểu nè. Là khi em quen em rồi có một đứa con, đúng không? Là chưa có bỏ. Đứa con thứ hai mới bỏ. Đúng rồi. Ờ, vậy là cái đó ở tới 2 đứa mới bỏ mà. Đúng rồi, lúc ban đầu là bỏ mà. Ờ, lý do nào? Vậy là thằng kia là lớn hơn nữa hả? Ờ, 11 tuổi rồi. Ờ. Tại vì nó nói là mấy đứa này không phải là con nó, mà để là thằng giống luôn mà nó không phải. Ờ, nói là thằng này là không phải. Đúng rồi. Từ cho nó không phải mới bỏ đi. Dạ. Ờ, mà giống hệt mặt luôn hả? Đúng rồi. Thì sao không kêu đi thử anh em? Ờ, rồi đây là mẫu như mình gì không nốt á. Rồi có mình lên ba nuôi luôn. Là mổ à, nhỏ. Sao em nói chuyện giống ba em quá à? Ừ, thay rồi mẹ biết tập mà. Hả? Không có nốt giọng. Dạ, à, con không có nhỉ. Rồi à, con của em cũng không có nốt giọng luôn. Dạ. Bởi vì ngày qua chú mới đầu là em gái này điện. Nói chuyện trên điện thoại khó nghe quá, thôi đưa cho chú.
ai ngờ đưa chú nói chuyện cũng bị gan nhau. Con nói thôi thua luôn rồi. Đó bữa con nẻ đi nhậu con nẻ ra chú. Dạ. Không có nhộng đó. Nẻ luôn con nẻ luôn ra đó. Nhà mình mấy người mà nói giọng nói như này? Có ba người. Ba người luôn. Còn thằng kia nó thằng em nó còn thằng trai Út mà nói chuyện còn khó nghe hơn nữa hả? Ừ, mình thành phố làm hộ chú ơi, mình đồ khắp năm nay khắp thiệt quá chú. Con tiếp xúc là ở ngoài với đứa em này nè thì nói chuyện con còn nghe được, mà khi mà nói chuyện điện thoại con thua luôn rồi. À. Nói chuyện con không nghe. Dạ. Đó nó không nó nhộng rồi nó phải không? Không nhộng. Nó phải hả? Dạ con biết rồi. Dạ không có nói giọng dạ. Ở đây có nhà con không gì. Dạ. Nào mà khổ quá khổ mới nhờ chú làm giúp đỡ không mà cũng chú lắm. Rồi bây giờ muốn con giúp thì giúp cái gì? Giúp là coi như là có thì nó con mổ cái giò nó đi không có thốn nữa. Coi như là trước mắt là mổ cái giò. Mổ giò trước. Mà bác sĩ nó 60 triệu. Thì mới nãy nói rồi là 60 triệu cái giò hai cái là 120. Nhờ có thì mổ dụ mang xuống giúp mổ cái này. Dạ. Và cái sau này là để sau dụ giúp nữa là. À, cũng xin xuống nữa. Thì cái này con cũng nói cho chú nghe thế này. Con quay thiện nguyện này con không kêu gọi. Yeah. Con quay con đăng lên. Yeah. Nếu mà chú có duyên thì được mạnh quân giúp đỡ. Yeah. Chứ con cũng không hứa bất cứ điều gì con phải giúp đỡ cho chú được. Yeah. Được cái gì hết nha chú. Yeah. Đó, con chỉ là đây một người chia sẻ thông tin thôi. Yeah. Chứ bây giờ con không dám kêu gọi những mấy anh mà có tấm lòng không tốt quá, nói này nói nọ con khổ lắm. Yeah. Bây giờ con chỉ quay lên chia sẻ, nếu mà mạnh thường quân nào giúp thẳng cho chú luôn. Yeah. Đó, rồi cho số điện thoại liên lạc với chú, nói chuyện với chú, giúp thẳng cho chú. Yeah. Cảm ơn chú. Dạ, yeah. Chứ yeah. Con không có kêu gọi ai hết. Đúng rồi, chú chúc dạ. Dạ. Thì con chỉ là đây con chia sẻ cái thông tin này cho mọi người được biết mạnh thường quân. Đó, thì nếu mà có cô chú anh chị em nào xem được clip của Tiến thì nhớ chia sẻ ra giùm giúp đỡ những hoàn cảnh như thế này. Rồi hiện giờ nhà mình làm như vậy rồi có đủ ăn không chú? Mấy nhỏ mình làm năm nay thất bại quá, có ngoại quá, thiếu một phần xuống rồi. Dạ. Đó. Nhà con người đó nhà nước cất lên xuống thấy không? Nhà này nhà nước tặng ha. Nhà nước cất nhà tặng mà lâu quá rồi. Đây nhà tình thương. Ở này ở quận Thốt Nốt tặng. 2011. Đó đây nhà tình thương mà giờ nó lâu quá rồi thiết đồ cũng hư rồi, lấy bao cao su che gì tùm lum hết trơn rồi. Mố hay xuống thấy không? Nhà này xuống cấp quá rồi, mất mọc trơn rồi. Rồi cái này bị gì mà che cao su đây? Dột hả? Rồi ở trong đây có dột không? Không dột. Cho nó che nó mát hay vậy? Nó do thiết có dột lên nó mát cũng dột như thế này luôn. Do em nó thấy nhục coi như là thiết trên thì mới thay ha. Do em nó mới cho mới cho hàng, còn hai bên dắp này là cũ cho 2 năm rồi, thiết này cũng 2 năm rồi. Dạ. Cái tủ của Lưu Tiến để cái cây gì luôn đó hả? Nhục nước bàn vậy đó hả? Nhục nước anh cho em chứ quên, nó không có người mua đó. Anh cho là thằng này nó cho nè. Cái bàn đó cũng đã cho chứ không có đóng rồi. Rồi bữa nãy là chú đi về là chú đi đắp thuốc ha hay là đắp sao? Thuốc à. Ai chỉ? Đắp hơi gần 17 bữa rồi. Thì chú thấy sao có bớt không? Đắp một cục dao hoài. Thuốc có tốn tiền chú? Không có thuốc, nhà nước mấy ông đồng đạo phải đắp mình giùm. Mấy ông đồng đạo đắp cho giùm ha. Nhưng không có tốn tiền ha. Không có tốn tiền. Dạ. Mà ông nói cái gai này là phải mổ mới được. Cái gai này phải mổ hả? Dạ không cái này con không thấy đường đâu, con quen phải mổ mới được. Nó cắt gai. Cắt gai bỏ. Bên đây không có gai. Bên đây không có gai. Không gai. Là khám rồi ha. Không gai. Mà cũng phải mổ. Cũng nhứt. Cũng nhứt. Bây giờ nhứt hai bên luôn hả? Nhứt hai bên luôn. Một hai giờ phiên không cũng được chú ơi. 1-2 giờ phiên cũng được luôn. Dạ. Ốm tài nhà ốm quá là ốm. Thì thôi bây giờ trước mắt á, thì con ở đây á, thì con cũng có còn ít tiền quỹ hay con tặng cho cô chú 500 ha để mua cái gì ở đây nè. Chứ con bây giờ con cũng cái này cũng ít có quay kết nó, con ít quay thiện nguyện cái kết nó thương thẳng thấy đây là số tiền này là của anh Hùng chị Nga ở bên Mỹ á. Con gửi tặng ha. Dạ.
Nè anh Hùng chị Nga bên Mỹ. Cảm ơn. Dạ. Yeah. Chú cảm ơn anh Hùng chị Nga đi. Cảm ơn. Chú Hùng cô Nga. Cảm ơn chú Hùng với cô Nga. À bên Mỹ. Không nhớ mà. Không nhớ Long Nam cô chú Hùng với cô Nga bên Mỹ cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Cầu chúc cho chú Hùng với cô Nga sống mãi mãi không có nhờ nhà nhà bà nữa nhé. Dạ. Sống trăm tuổi. Dạ. Dạ. Mình chú cô chúc cổ. Dạ. Nhưng mà có thể là nãy nữa mà chú giúp đỡ được không bao nhiêu. Nói thì nói chung ra thì năm nay là 3 năm rồi. Dạ. Nói thì con chỉ còn cái số tiền của anh Hùng chị Nga này còn được nha. Chú còn được 500. Chú lấy thêm đi. Được rồi, được rồi, dài dài. 21 là 100 cái nè, 22 là 100 cái nè. Dạ. 23 là chú giúp nè. Dạ. Tôi nuôi lấy thêm nó có để là quà đó. Dạ, 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 con thấy rồi, dạ. Chú xin là ta đi. Dạ, không, không, con lại xác minh tới đây là con biết rồi. Dạ, con không có dốc giá. Dạ, không, anh dưới phần dạng bây giờ chú con cũng biết nữa. Dạ, nhớ là quà nè. Dạ. Con giúp mình lên, mình thời nhận nó giúp lắm chú rồi. Dạ, dạ. 1-2 nhập viên vô đủ, mình chú á. Ở nhà mình chiều giờ ăn cơm với chú. Ủa nãy nay con đi bóp nước mới nhẹ nhà ăn cơm chưa không? Nay nhà mình ăn cơm chưa bà? Dạ, chưa cô? Chưa. Bữa nay nhà mình ăn cơm gì? Đâu dọn ăn rồi? Nó nói lắm ăn. Chưa có ăn. Nấu cơm chưa cô? Nấu cơm chưa? Nấu cơm rồi, chú ăn. Nấu cơm cho nấu con ăn. Nấu cơm chưa? Chín cơm rồi, nấu rồi đó. Mà bữa nay nhà mình ăn cái gì? Chưa có ăn. Mà ăn cái gì á? Không có đồ ăn, có khi ăn cá thì được, có bữa ăn không được, ăn với dưa mắm mà. Mà bữa nay đó, bữa nay ăn cơm chiều ăn với gì? À, bị bệnh rồi ăn không có biết ngon hết trơn. Mà bữa nay có đồ ăn không? Chiều nay ăn cơm với gì? Có đồ ăn không? Chiều nay ăn cơm với dưa muối. Trời ơi, vậy làm dưa muối không hả? Mà chứ nhà không có tiền rồi lấy gì mua ăn. Bởi vì vợ chồng già quá rồi giờ có tiền. Làm phố bằng khổ quá. Ăn vậy rồi sao có sức khỏe? Ăn cái đó uống nước no luôn rồi. Nó mặn quá. Với ăn kém mình đã giết rồi mà bệnh hoài. Yeah. Cá thì ăn chắc sáng ăn được, chiều cái ăn không được. À. Kỳ á. Sao kỳ vậy hả? Ừ. Dạ. Yeah. Làm gì ăn không ngon miệng. Không ngon miệng. Dạ. Yeah. Ăn gì đó chắc sáng ăn được, cái chiều cái là cá ăn hết ngon rồi. Thịt cũng vậy nữa, không có ăn thịt. Dạ. Yeah. Rồi giờ theo bà cho em ước điều gì? Em muốn có tiền để cho con em đi học. Muốn có tiền để cho con đi học? Dạ. À. Nếu em muốn đi bán lấy tiền đi bán số. Dạ, em muốn có tiền để bán số ha. Rồi. Em thường thường em bán khả năng em bán nhiều tờ? 50 chứ 100 à. Em đi bán số bằng cái gì? Đi nội bộ á. Nội bộ, em muốn xe đạp hả? Không, đi bộ không. Rồi, đi bán nội bộ biết chừng nào bán hết? Thì em bán. Em biết chạy xe đạp không? Biết. Biết chạy xe đạp ha. Rồi, để chừng nữa anh đăng cái video này, nếu mà em có duyên thì được Mạnh Quân giúp đỡ thì lúc đó anh lại cho em hay ha. Dạ. Rồi, chứ Tiến cũng nói trước chứ cô chú anh em Tiến không kêu gọi nha. Tiến chỉ là một người chia sẻ thông tin thôi. À, còn à, kêu gọi thì Tiến không dám kêu. Dạ, không có gì, con ở đây là con chỉ đi chia sẻ thông tin thôi. Còn cái duyên của chú đến đâu với đứa em này đến đâu thì hay đến đó, với con không ngứa trước điều gì. Thấy chú? Con đến Nga bây giờ nó có học có người động nghĩa người Nga mới mình chơi coi nhũ nhổ á. Dạ. Mới ở nhà con đứa. Dạ. Rồi sau này bắt đầu là con mới lai này nó mày không cứ giả ra, con nói đáp nhật là một mình xui ra không có luôn. Dạ. Con la nó bắt đầu con nhũ của con nhà la nó bắt đầu đi nữa, hoặc nó đâu đi đâu đi ở đó nữa. Dạ. Rồi ba màu này đẻ ra 114 nè, ở 15 nè. Dạ. Đẻ ra năm 15 đó. Đi tắm đi con. Đẻ mổ con. Tối rồi. Con rất là hổng mày con. Con sinh con nhỏ là. Tắm nào rồi. Là 1.2 triệu. Đóng dạ. Tiền phòng là tiền mà mổ là 2 triệu đó. Dạ. Không tiền xin mấy ông làm đạo đó chú. Dạ. Còn mà trả tiền là tiền mà mổ là 2 triệu, còn này là 2 triệu rồi. Dạ. Rồi mổ thôi rồi. Con cũng lại tới đây con sẽ chia sẻ cái hoàn cảnh của mình ha. Dạ. À, thì con cũng xin phép cô với chú với em về ha. Dạ. Thì nếu mà có mạnh quân nào giúp đỡ thì con lại cho hay. Dạ. Ha.
Thì thôi Tiến cũng tạm dừng cái video đây, thì mong rằng tất cả cô chú anh em có xem được thì nhớ chia sẻ những hình ảnh này cho Tiến nha. Tiến rất là cảm ơn nha. Thôi Tiến cũng chào tất cả cô chú anh em, nếu mà có thương Tiến thì cho Tiến một lượt like, một lượt chia sẻ, nhớ đăng ký kênh, nhấn thông báo để nhận video mới nhất của Tiến nha. Chào khán giả đi.